2022 nhiều khả năng là World Cup cuối cùng để Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Luka Modric hay Luis Suarez ghi dấu ấn. Lionel Messi xác nhận Qatar 2022 là World Cup cuối cùng trong sự nghiệp bất kỳ thành tích của Argentina. Anh từng tiến sát chức vô địch World Cup khi vào chung kết 2014, nhưng Argentina thua Đức 0-1 vì bàn ở hiệp phụ của Mario Götze. Ngoài ra, tiền đạo 34 tuổi cùng Argentina vào tứ kết năm 2006, tứ kết năm 2010 và vòng mùng 1 tháng 8 năm 2018. Tại World Cup 2022, Argentina lần lượt đụng Saudi Arabia ngày 22 tháng 11, Mexico ngày 26 tháng 11 và Ba Lan ngày 30 tháng 11. La Abilete đang đạt phong độ tích cực với mạch 35 trận bất bại, qua đó giành Copa America 2021, vượt qua vòng loại World Cup 2022 và đánh bại Italy để giành siêu cúp liên lục địa. Bản thân Messi cũng thăng hoa từ đầu mùa với 12 bàn và 14 kiến tạo qua 18 trận trên mọi đấu trường cho PSG. Ở cấp đội tuyển quốc gia, anh đang giữ kỷ lục 90 bàn và 51 kiến tạo qua 164 trận. Cristiano Ronaldo có thử quyết tâm khi từng khẳng định muốn dự Euro 2024 ở tuổi 39, còn nếu tiếp tục đá tại World Cup 2026, tiền đạo Bồ Đào Nha sẽ bước sang tuổi 41. Vấn đề của Ronaldo chỉ là việc duy trì phong độ khi không thể cạnh tranh vị trí chính thức tại Man U và mới ghi 3 bàn từ đầu mùa. Trước khi Ronaldo đá trận ra mắt năm 2004, Bồ Đào Nha chỉ góp mặt trong 6 giải đấu lớn. Nhưng với Ronaldo, họ đã dự 10 giải đấu liên tiếp gồm 5 World Cup và 5 Euro, trong đó tiền đạo 37 tuổi là nhân tố chủ chốt trong hành trình vô địch Euro 2016 và UEFA Nations League 2019. Tại World Cup 2022, Bồ Đào Nha lần lượt gặp Ghana ngày 24 tháng 11, Uruguay ngày 28 tháng 11 và Hàn Quốc mùng 2 tháng 12. Đây là cơ hội để Ronaldo phá sâu kỷ lục với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho một đội tuyển quốc gia, khi hiện có 117 bàn qua 189 lần ra sân cho Bồ Đào Nha. Robert Lewandowski là ngôi sao trên 30 tuổi có khả năng thi đấu cao nhất tại World Cup 2026, khi đó tiền đạo này sẽ 37 tuổi, có thể vẫn giữ trạng thái thể chất đỉnh cao và là đầu tàu của Ba Lan. Nhưng bây giờ Lewandowski sẽ hướng toàn bộ sự tập trung tới việc dự World Cup 2022, nơi Ba Lan lần lượt đụng Mexico ngày 22 tháng 11, Saudi Arabia ngày 26 tháng 11 và Argentina ngày 30 tháng 11. Ngoài việc giúp Ba Lan vượt qua vòng bảng, Lewandowski còn đặt mục tiêu ghi những bàn thắng đầu tiên tại World Cup. Anh chưa từng nổ súng ở giải đấu này, dù là chân sút vĩ đại nhất lịch sử Ba Lan với 76 bàn qua 132 trận. Thiago Silva áo vàng giữ vai trò không thể thay thế ở hàng thủ Brazil tại World Cup 2022. Dù đã bước sang tuổi 38, ở giải đấu này, Brazil sẽ đụng Serbia ngày 24 tháng 11, Thụy Sĩ ngày 28 tháng 11, Cameroon ngày 2 tháng 12. Là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất với 107 lần ra sân, Silva là nhân tố quan trọng với tham vọng vô địch World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2002 với thế hệ quý huyền thoại như Lucio Caú, Roberto Carlos, Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo và là lần thứ 6 trong lịch sử. Brazil chạy đà hoàn hảo cho World Cup 2022 khi hòa 1 và toàn thắng 7 trận gần nhất từ đầu năm. Đoàn quân dưới trứng thai cũng bất bại và dẫn đầu vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ với 14 trận thắng và 3 hòa, dù đã thiếu một trận do cuộc đối đầu Argentina tháng 9 năm 2021 bị hoãn. Luis Suarez là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới 10 năm qua và góp công lớn giúp Uruguay thành thế lực đáng gờm ở sân chơi quốc tế. Bây giờ tuổi 35, Qatar 2022 nhiều khả năng sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của Suarez. Hè 2022, Suarez khép lại hành trình ở châu Âu để tái hợp câu lạc bộ thời niên thiếu Nacion, đều theo hợp đồng có thời hạn đến hết mùa. Anh xem Nacion là bến đỗ lý tưởng để ra sân thường xuyên và duy trì phong độ thể lực cho World Cup 2022. Màn tái hợp này thành công ngoài mong đợi khi Suarez cùng Nacion đăng quang giải Lao Suza. Tương tự, Edinson Cavani nhiều khả năng sẽ giã từ sự nghiệp quốc tế sau World Cup 2022. Đây sẽ là lần thứ tư liên tiếp Suarez và Cavani cùng Uruguay dự ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. Nếu không gặp vấn đề chấn thương ở ba kỳ World Cup gần nhất, bộ đôi này đều cùng nhau nổ súng. Suarez ghi 3 bàn năm 2010, 2 bàn 2014 và 2 bàn 2018, trong khi số bàn của Cavani cùng kỳ lần lượt là 1, 1 và 3. Luka Modric xác nhận World Cup 2022 là giải đấu cuối cùng anh tranh chiến cùng tuyển Croatia. Tại giải đấu này, Croatia nằm ở bảng F, lần lượt đụng Morocco ngày 23 tháng 11, Canada ngày 27 tháng 11 và Bỉ mùng 1 tháng 12. Modric là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Croatia với kỷ lục ra sân 152 trận hơn người Serb sau 18 trận và ghi 22 bàn. Anh lần đầu dự World Cup vào năm 2006 ở tuổi 20 và đạt đỉnh cao khi cùng Croatia vào chung kết World Cup 2018 nơi họ thua Pháp 2-4.
Nhờ đó, Roglic lật đổ Messi vào Ronaldo để giành vỏ bóng vàng 2018. So với 4 năm trước, Croatia sẽ thay máu lực lượng tại Qatar 2022, khi những không thần như Mario Mandzukic, Ivan Rakitic hay Ivan Perisic đã giải nghệ, giã từ sự nghiệp quốc tế hoặc xuống phong độ. Tuy nhiên, Modric vẫn duy trì phong độ đỉnh cao và là linh hồn trong lối chơi của Croatia ở tuổi 37. Thomas Muller hiện có 44 bàn qua 118 trận, nằm trong top 10 cầu thủ ghi bàn và ra sân nhiều nhất lịch sử tuyển Đức. Anh gây tiếng vang khi nhận cú đúp danh hiệu cá nhân, cầu thủ trẻ hay nhất và vua phá lưới với 5 bàn, 3 kiến tạo trong hành trình đứng thứ 3 tại World Cup 2010 của Đức. Muller tiếp tục tỏa sáng khi giúp Đức đăng quang và lọt vào đội hình tiêu biểu tại World Cup 2014, nhưng không gây ấn tượng 4 năm sau đó. Trên đất Nga, Đức đứng bét bảng và bị loại, còn Muller chỉ thi đấu thêm vài trận trong năm 2018 trước khi bị Joa Chim Lâu gạch tên ở các đợt tập trung tiếp theo. Tuy nhiên, tiền đạo 33 tuổi đã trở lại thành trụ cột của tuyển Đức dưới thời Hansi Flick và gần như chắc suất đá chính tại World Cup 2022. Tại Qatar, Muller và các đồng đội rơi vào bảng E tử thần khi lần lượt đụng Nhật Bản ngày 23 tháng 11, Tây Ban Nha ngày 27 tháng 11 và Costa Rica mùng 1 tháng 12. Karim Benzema lên tuyển Pháp từ tháng 3 năm 2007, nhưng không được triệu tập trong 6 năm vì vụ cùng 4 người khác dùng clip sex tống tiền Mathieu và Buna năm 2015. Tiền đạo 34 tuổi trở lại và đứng thứ 3 danh sách ghi bàn tại Euro 2021, dù Pháp bị loại từ vòng 16 đội và cùng đội vô địch Nations League 2021. Anh hiện có 37 bàn qua 97 trận, đứng thứ 5 trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Pháp. Lần đầu đoạt quả bóng vàng sau mùa giải thăng hoa cùng Rio, Benzema được kỳ vọng sẽ thành thủ lĩnh trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch World Cup 2022, nơi Pháp lần lượt đụng Australia ngày 22 tháng 11, Đan Mạch ngày 26 tháng 11 và Tunisia ngày 30 tháng 11. Gareth Bale là nhân tố quan trọng bậc nhất giúp xứ Wales lần đầu dự World Cup sau 64 năm ở vòng loại. Tiền đạo 33 tuổi ghi 3 bàn giúp xứ Wales cán đích nhì bảng E chỉ sau vì đội bất bại với 6 thắng và 2 hòa. Anh ghi 2 tuyệt phẩm ở bán kết playoff thắng áo 2-1 rồi đá phạt khiến tiền đạo Andriy Yarmolenko đánh đầu về lưới nhà, giúp xứ Wales xa Ukraine 1-0 ở trận định đoạt vé tới Qatar. Hè 2022, Bale gia nhập Los Angeles FC ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS theo hợp đồng 12 tháng kèm tùy chọn gia hạn 18 tháng. Anh xem Los Angeles FC là bến đỗ tuyệt vời, bởi mùa giải MLS 2022 kéo dài đến tháng 11 tức 2 tuần trước khi World Cup 2022 khởi tranh tại Qatar, anh hiện có 2 bàn qua 12 trận cho câu lạc bộ mới. Nếu kích hoạt tùy chọn gia hạn với Los Angeles FC thêm 18 tháng, Bale có thể góp mặt ở kỳ Euro thứ 3. Trong trường hợp xứ Wales dự Euro 2024 ở Đức. Tuy nhiên, có nhiều thông tin cho rằng tiền đạo 33 tuổi có thể giải nghệ ngay sau World Cup 2022. Sergio Busquets thăng tiến vượt bậc, trở thành tiền vệ trung tâm hay bậc nhất thế giới hơn 10 năm qua. Xuất phát điểm là một cầu thủ vô danh được huấn luyện viên Pep Guardiola đưa lên đội một Barca năm 2008, tiền vệ Tây Ban Nha đã chiếm suất đá chính của hai đàn anh tên tuổi Eto'o và Del Cata. Busquets hợp với Xavi và Andres Iniesta thành bộ ba chữ danh với đỉnh cao là cú ăn 6 cùng Barca năm 2009 và cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010, Euro 2012. Tiền vệ 34 tuổi sa sút từ đầu mùa nhưng vẫn là trụ cột trong lối chơi của Luis Enrique. Giống Euro 2021, Busquets nếu đạt thể trạng tốt nhất vẫn chắc suất đá chính ở World Cup 2022, nơi Tây Ban Nha lần lượt đụng Costa Rica ngày 23 tháng 11, Đức ngày 27 tháng 11 và Nhật Bản mùng 1 tháng 12. Busquets có 2 bàn qua 139 trận, đứng thứ 3 trong danh sách những cầu thủ ra sân nhiều nhất cho tuyển Tây Ban Nha sau Iker Casillas 167 và Sergio Ramos 180. Iu Tonaga Tomo được huấn luyện viên Hajime Morizasu điền tên trong danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2022, nơi Nhật Bản rơi vào bảng tử thần lần lượt gặp Đức ngày 23 tháng 11, Costa Rica ngày 27 tháng 11 và Tây Ban Nha mùng 1 tháng 12. Nhờ đó, Nagatomo thành cầu thủ đầu tiên của Nhật Bản dự 4 kỳ World Cup. Không tính thủ môn, hậu vệ 36 tuổi cũng là một trong 9 tuyển thủ Nhật Bản kỳ này trưởng thành ở bóng đá đại học. Nagatomo bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp với FC Tokyo năm 2007 rồi thi đấu tại châu Âu trong hơn một thập kỷ. Anh gia nhập Senna năm 2010 rồi khoác áo Inter giai đoạn 2011 đến 2018. Tại đây, Nagatomo ghi 11 bàn qua 210 trận, có khoảng thời gian ngắn nắm băng thủ quân và đoạt cúp Italy năm 2011. Sau đó, hậu vệ trái này lần lượt khoác áo Galatasaray, Marseille và trở về FC Tokyo năm 2021. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Nagatomo ghi 4 bàn qua 137 trận là cầu thủ khoác áo tuyển Nhật Bản nhiều thứ hai trong lịch sử chỉ sau Yasuhito Endo, 152. Anh góp mặt trong danh sách Nhật Bản dự Olympic 2008, 3 kỳ World Cup liên tiếp, 2010, 2014,
2018, 3 kỳ ASEAN Cup liên tiếp 2011, 2015, 2019 và Confederation Cup 2. 2013, trong đó anh giúp Nhật Bản vô địch ASEAN Cup 2011 và giành ngôi Á quân năm 2019.